Xin chào các bạn, hôm nay Huy Manga xin giới thiệu đến các bạn một bộ truyện. Tuy nó mang chủ đề Isekai nhưng mà, nhìn nó khác lắm. Có tựa đề Ma Pháp Sư Hắc Ám trở về để nhập ngũ. Min Jun Kim, một học sinh trung học bình thường ở Hàn Quốc, đột nhiên được triệu tập đến một thế giới khác, nơi anh trở thành một Ma Pháp Sư. Quyết tâm trở về để cày nên cao thủ liên minh huyền thoại. Nhưng sau khi trở lại, chưa kịp động vào game, anh đã lập tức bị Bộ Quốc phòng gọi đi nhập ngũ. Vậy, anh ta đã trải qua cuộc đời binh nghiệp của mình như thế nào? Mục tiêu cao thủ liên minh của anh ta có đạt được hay không? Hãy cùng Huy Manga đến ngay với Ma Pháp Sư trở về để nhập ngũ. Tại một thành trấn, người dân đang đổ ra đường để chào mừng người anh hùng của họ sau cuộc viễn chinh. Ngồi trên ngựa, vị anh hùng cũng vẫy tay đáp lại sự chào đón của dân chúng. Đoàn kỵ sĩ nối thành một hàng dài đang hướng về phía cung điện. Ở một góc không xa, hai đứa bé cũng đang gấp gáp chạy đến để xem cuộc diễu hành. Bất ngờ xuất hiện trước mặt chúng một gã áo choàng đen. Khi chạy đến gần gã, đứa bé trai chợt đứng lại. Thấy vậy, bé gái cũng tiến lại gần anh mình thắc mắc. Sao anh lại dừng lại ở đây vậy? Bất giác nó cũng liếc nhìn về phía người áo đen. Mà người áo đen cũng không để ý đến hai đứa bé, vẫn tiếp tục bước đi. Thấy đứa bé gái vẫn nhìn theo bóng của người áo đen, thằng anh bèn quát nó nhìn đi chỗ khác. Thanh niên mặc áo đen trong thế giới này là một hắc pháp sư. Nhìn theo bóng lưng của tên áo đen, đứa bé trai nói nhỏ với em gái mình. Hắn ta là một kẻ bị nguyền rủa, nên cứ tránh xa hắn là tốt nhất. Tại lâu đài không xa, một nữ tử tóc vàng đang đứng nhìn về phía xa xăm, ánh mắt của cô lúc này đang vô hồn, bỗng chốc mở to như có điều gì kích động. Quay lại thì đã thấy tên áo choàng đen xuất hiện trong giáo đường. Nhìn hắn, nữ tử áo trắng nhẹ giọng hỏi, người đã trở lại, Minot. Nghe nữ nhân kia gọi tên mình, tên áo đen cũng không có biểu hiện gì. Bất ngờ hắn quăng chiếc đầu của một chiến binh xuống dưới chân mình rồi nói. Vậy là mối đe dọa cuối cùng của Igress đã được loại bỏ. Cô gái khi nhìn thấy chiếc đầu cũng vô cùng vui vẻ. Thay mặt cả đế quốc, cô gửi lời cảm ơn đến với hắn. Gã áo đen tỏ ra không quan tâm, hắn chỉ cần cô thực hiện lời hứa. Nghe đến lời hứa, cô gái cũng có chút bối rối. Tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng cô cũng đáp ứng lời của hắn. Mà tên áo đen lúc này cũng đã cởi bỏ mũ trùm đầu. Chỉ thấy đây là một cậu thanh niên với đôi mắt thâm quầng. Nhìn cậu, nữ tử áo trắng gọi ra cái tên Kim Min Yang. Nhìn gã, cô thừa nhận hắn đã có đóng góp rất lớn cho đế quốc, nhưng cô vẫn không thể ưa nổi thân phận hắc pháp sư của hắn. Nghe vậy, Min Jun cũng nói rằng cậu cũng không ưa thân phận thánh nữ như cô ta. Nhìn cậu ta, thánh nữ hỏi lại một lần nữa. Cậu có chắc muốn quay về thế giới thực của mình không? Quỳ dưới chân thánh nữ, Min Jun xác nhận yêu cầu của mình. Cậu muốn lập tức quay trở về ngay bây giờ. Nhìn cậu ta thở dài, thánh nữ hứa nếu cậu ở lại cô sẽ thưởng cho cậu ta phần thưởng xứng đáng với những gì khổ cực mà cậu đã phải chịu. Nghe vậy, Min Jun chỉ cười khẩy và bảo cô ta bớt diễn đi. Tức giận vì bị coi thường, thánh nữ còn chưa kịp nói lời nào. Min Jun đã hỏi ngược lại, vậy phần thưởng cô định cho tôi là thứ gì? Thánh nữ nghe vậy cũng nhất thời im lặng. Đứng dậy phủi sạch bụi trên bộ quần áo, cậu nói đã chán ngấy việc trở thành một nô lệ cho cô ta. Cậu không muốn là một công cụ ở trong bóng tối để dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô ta nữa. Nhìn thánh nữ, Min Jun nhắc lại một lần nữa mình muốn trở về. Đưa hai tay về phía trước, thánh nữ một lần nữa hứa sẽ cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn. Nghe vậy, Min Jun chỉ đáp gọn lỏn, mang cho tôi gà rán Hàn Quốc. Nghe được yêu cầu, mặt cô ta bỗng đơ ra. Và chân giò luộc, Min Jun nói tiếp. Trước yêu cầu vô lý của cậu ta, thánh nữ như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu tiếp tục đòi một cỗ máy tính cấu hình cao, có kết nối Internet. Vì trước khi đến đây, cậu còn chưa kịp nhận thưởng vì lên được thách đấu trong trò liên minh huyền thoại. Đến đây thì thánh nữ cũng bắt đầu nổi cáo vì những yêu cầu vô lý đó. Cô chấp nhận sẽ sử dụng nghi thức để đưa cậu ta trở về. Mang theo cậu ta vào sảnh đường, thánh nữ nhắc nhở cậu đứng vào bệ đá có dấu ấn triệu hồi. Nhanh chóng, Min Jun đã đứng vào vị trí ấn ký, nơi trước đây đã từng triệu hồi cậu ta đến đây. Thánh nữ nói cô sẽ giải phóng sự bảo vệ của thánh thần trước. Tuy nói là sự bảo vệ, nhưng Min Jun biết rằng đó chỉ là dấu ấn ngăn cản việc cậu có ý định chiến đấu với cô gái trước mặt mà thôi. Nhìn vào dấu ấn trên tay, cuối cùng cậu cũng giải thoát được nó. Hướng hai tay về phía pháp ấn, nhanh chóng ấn ký trên tay cậu ta đã bị vỡ vụn. Trong lúc xóa bỏ pháp ấn, thánh nữ vẫn không ngừng khuyên dụ cậu ở lại. Không để ý đến lời của cô ta, Min Jun hỏi. Cô không sợ khi phá bỏ dấu ấn tôi sẽ giết cô hay sao? Nhưng thánh nữ đã chấp nhận cái chết từ khi bắt đầu chuyện này. Một lúc sau, ấn ký trên tay cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Nhìn vào bàn tay trống không, một cảm giác khó tả xuất hiện trong đầu Min Jun. Quay người đi, thánh nữ nói, mình sẽ tước đoạt hết sức mạnh mà cậu có được ở Igrap.
Nhưng Min Jun không muốn thế, cậu triệu hồi một tia sét màu tím đánh thẳng lên cổ cô gái. Đau đớn, thánh nữ nói rằng, việc mang theo sức mạnh để du hành thời gian là rất nguy hiểm. Cô hỏi hắn tất cả chuyện này là sao? Chuyển thêm ma lực vào cánh tay, Min Jun nói, cậu không muốn mình mất đi sức mạnh mà cậu đã phải tốn bao công sức mới có được. Chỉ đến khi thánh nữ gần tắc thở, cậu mới thả cô ta ra. Còn đang nghĩ, tên hắc pháp sư này sẽ không thể nào sử dụng được cánh cổng thời gian một mình. Thì ánh mắt cô ta bỗng trở nên ngạc nhiên. Min Jun đã mở cánh cổng thời không bằng phép thuật hắc ám chỉ với một tay. Nhìn vào cánh cổng, thánh nữ cũng kinh hoàng không hiểu tại sao cậu có thể làm được như vậy. Nhìn cô ta, Min Jun nói rằng cậu đã thực hiện nó hàng nghìn lần. Trước khi đi, cậu muốn cho cô xem vài thứ. Đưa ngón tay giữa hướng về phía cô ta, Min Jun cảnh báo. Nếu mà tôi gặp lại cô, thì cô chết chắc đó, mụ thánh nữ khốn khiếp à. Nói xong cậu cũng nhảy ngay vào cổng không gian. Chỉ thấy một luồng gió lớn hút mọi thứ vào trong cánh cổng. Ít phút sau cánh cổng đã từ từ tan biến trước mặt thánh nữ. Tức giận vì bị tên hắc pháp sư chơi xỏ, thánh nữ nguyền rủa hắn sẽ chết không được yên lành. Cùng lúc đó, tại một tòa chung cư ở Hàn Quốc, một loạt những tia sét màu tím bắt đầu xuất hiện tại một căn phòng nhỏ. Nhanh chóng toàn bộ căn phòng đã bị lấp kín bởi ánh sáng tím. Từ trong không gian, thân ảnh của một người đột nhiên xuất hiện. Mà Min Jun sau khi sử dụng cổng không gian cũng thành công trở về được thế giới hiện đại. Ánh mắt của cậu lúc này đã tràn đầy vẻ hoảng sợ vì trải nghiệm khi du hành thời gian. Phải một lúc sau, cậu mới có thể đứng lên. Nhìn một vòng, cậu nhận ra đây chính là căn phòng quen thuộc của mình. Ngay lập tức Min Jun chú ý đến chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Cầm nó lên, cậu mở ngay trò chơi yêu thích của mình. Ngay lập tức cậu đăng nhập vào game để làm vài ván. Nhưng vẻ mặt của cậu có chút không thể tin. Hệ thống thông báo không thể đăng nhập vì không có kết nối mạng. Lúc này ở phía ngoài, một toán lính đặc công cũng đang chuẩn bị tập kích. Anh lính trẻ hỏi đồng đội có phải tên hung thủ đi lối này không? Nhìn anh ta, gã đồng đội cũng xác nhận. Đưa ánh mắt khó hiểu về phía tay sĩ quan, cậu lính cũng thắc mắc tại sao cấp trên lại cử đội lính bình thường trong nhiệm vụ lần này. Còn chưa biết phải trả lời như thế nào, thì đám lính đã bị chú ý bởi một tiếng động lạ. Nhanh chóng cả đám lao ra ngoài hành động. Nhưng những gì họ thấy chỉ là một cậu thiếu niên đang bước đi trên đường, tay vung vẩy chiếc điện thoại di động. Vừa nhìn chiếc điện thoại, Min Jun vừa lẩm bẩm, vậy là mình đã ra đi được 2 năm rồi nhỉ? Mà sao ở đây không có cửa hàng nào mở cửa vậy? Thấy có thường dân ở trong khu vực, mấy anh lính bèn gọi cậu ta. Quay lại nhìn, thấy có lính quân đội ở khu vực này, Min Jun cũng hết sức ngạc nhiên. Cậu quay lại định xin chữ ký của mấy anh, nhưng một anh lính đã gào to bảo cậu phải chạy đi. Vừa hay lúc này, một con sói lớn đang nhe nanh nhảy bổ về phía cậu. Nhìn thấy con sói, Min Jun định đấm cho nó một phát nhưng cậu chợt nhận ra. Năng lượng hắc ám của cậu đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy cậu chỉ còn cách túm lấy đầu con sói rồi ấn thẳng nó xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, mấy anh lính cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mà sau khi chịu một đòn của cậu, con sói đã bị thương nghiêm trọng. Nhìn con vật, Min Jun thầm mắng con chó ngu ngốc. Sau đó cậu bồi thêm cho nó mấy đấm, khiến anh lính sợ xanh mặt. Vì ngoài năng lực phép thuật, ở E-Grab cậu đã được rèn luyện năng lực chiến đấu. Nhìn vào xác con sói, cậu tự hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Lúc Min Jun đứng dậy, đám lính cũng sực tỉnh. Mà sau khi nghe thấy cậu gọi tên mình, mấy anh lính cũng hết cờ mờ nó hồn. Thời gian sau đó, cậu được mấy anh lính cho đi nhờ. Vừa lái xe, thiếu ý cho vừa cảnh báo, cậu có thể đi tù vì hành động vừa rồi. Nhưng rất may chỉ huy của anh ta đã không truy cứu chuyện này. Anh nói rằng trong thời gian gần đây đã diễn ra một sự việc đặc biệt ở Hàn Quốc. Quay lại nhìn anh lính, Min Jun nói dối, mình vừa ở nước ngoài mới về. Mà sau khi nghe được tình hình của Hàn Quốc hiện tại, Min Jun cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu nhớ lại hiện tượng hầm ngục đã xuất hiện khi Min Jun mới 7 tuổi. Những con quái vật từ hầm ngục ùa ra đời thật. Với sự xuất hiện của hầm ngục, một số người đã bắt đầu thức tỉnh. Họ đã gia nhập vào quân đoàn thợ săn được thành lập tại căn cứ quân sự và nhanh chóng xóa sổ đám quái vật khi chúng vừa xuất hiện. Nên trước khi bị ả thánh nữ điên rồ triệu hồi, Hàn Quốc đã không còn nguy hiểm nào trong khu dân cư. Bất chợt cậu nghĩ ra điều gì. Nhìn vào dòng thông báo, cậu cầu xin trời để máy chủ vẫn còn hoạt động. Vì 2 năm ở E-Grab, đây là thứ mà cậu muốn làm nhất khi trở lại. Hiện tại cả thế giới đều ở trong tình trạng hỗn loạn. Lên nghe lý do mới ở bển về của cậu ta. Tay sĩ quan càng tỏ ra nghi ngờ. Nhìn sĩ quan Choi một cách nghiêm túc, Min Jun hỏi. Liệu anh có nghĩ công ty game vẫn còn đang hoạt động trong thời gian này không? Thượng úy cho nói rằng, tình hình đang trở nên xấu đi đó là do hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở hầm ngục vào 2 năm về trước. Vào một ngày, các hầm ngục cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Và càng lúc nó càng trở nên lớn hơn.
Nhưng vấn đề lớn nhất là số lượng quái vật khổng lồ ngày càng tăng. Cũng chính vì thế mà quân đội không thể kiểm soát được các hầm ngục này. Tình hình tồi tệ đến nỗi phải cách ly một bộ phận dân chúng. Hiện tại quân đội đang hết sức thiếu hụt nhân lực. Nghe được tin, Min Jun cũng bắt đầu lo lắng cho cái công ty làm game dùng 200 năm cân bằng tướng của mình. Nhìn cậu ta, thượng úy cho hỏi cậu đã bao nhiêu tuổi rồi. Min Jun đáp mình 21 tuổi. Nghe vậy, thượng úy Choi khuyên cậu lên nhập ngũ. Anh nói rằng hiện tại thời gian nhập ngũ đã lên đến 5 năm. Mà lúc này trên đường hai người đi cũng xuất hiện vô số xác quái vật cùng với những tòa nhà đã bị tàn phá ở khắp nơi. Đã không được chơi game, lại còn bị bắt đi nhập ngũ, Min Jun thầm mắng cuộc đời bất công. Cuộc đời đã đen lại còn lắm lông, ngay lập tức cậu đã nhận được thông tin yêu cầu nhập ngũ của Bộ Quốc phòng. Mà ngày nhập ngũ lại rơi đúng vào ngày hôm sau. Thấy vậy Min Jun cũng chửi ầm lên vì đám cấp trên này lại cho nhập ngũ luôn mà không cần kiểm tra thể chất. Không những thế, thông báo chỉ được gửi trước một ngày. Thượng úy Choi biện minh rằng do tình hình gấp gáp nên sẽ kiểm tra ngay tại đó. Tiện đường công tác, thượng úy cho rủ thanh niên ngáo ngơ này đi cùng với hắn đến chỗ làm kiểm tra luôn hay không. Nhớ lại thời gian trước, tại hẻm núi bị lãng quên thuộc khu vực phía Bắc, Igrap. Trong một hang đá nhỏ, Min Jun đang ngồi trên xác của một con quái vật nhện. Hắn không ngừng phàn nàn về công việc hắc pháp sư của mình. Mặc dù những hắc pháp sư này có những phép thuật siêu mạnh, nhưng nếu họ cạn kiệt năng lượng hắc ám, thì họ cũng chỉ như những người thường. Thứ năng lượng này không thể tự phục hồi giống như mana của các pháp sư thông thường. Năng lượng hắc ám phải thường xuyên thu hoạch bằng cách đánh bại những quái vật và lấy nó từ người bọn chúng. Vì vậy, việc tiêu tốn năng lượng để thu thập nó như một vòng tròn luẩn quẩn không bao giờ kết thúc. Hơn nữa, vì hình ảnh xấu xa của pháp sư hắc ám dưới mắt người đời, nên công việc này rất khó để tìm được đồng đội. Vì vậy, việc hết năng lượng khi đang ở trong hầm ngục tương đương với cái chết. Ngồi trên đám xác nhện mà mình vừa mới tiêu diệt, Min Jun đang chờ đợi con đầu đàn xuất hiện. Nhanh chóng con trùm đã ra mặt. Chỉ thấy kích thước của nó to gấp mấy lần người thường. Con nhện chúa sau khi nhìn xác của lũ con mình, nó gầm lên giận dữ. Nhìn thấy thái độ tức giận của con trùm, Min Jun vẫn ung dung như không có chuyện gì. Bất ngờ cậu đứng lên tung một đấm vào đầu con nhện. Ngay lập tức đầu nó vỡ nát. Mà vô số ma thuật cũng từ con nhện chạy vào cơ thể cậu. Quay trở lại thời điểm hiện tại, Min Jun sau khi bị gạ gẫm cũng thực sự đến chỗ tuyển quân. Ông chú sĩ quan sau khi đưa cho cậu một tách cà phê cũng hỏi lý do về việc đăng ký vào quân đoàn thợ săn của cậu. Cầm cốc cà phê trong tay, cậu nói rằng mình có một số mối làm ăn trong hầm ngục, nên muốn tham gia để được thường xuyên vào đó. Nhìn thấy thái độ bố đời của cậu, ông sĩ quan cũng chỉ biết câm nín. Nghĩ thằng này tuổi trẻ chưa trải sự đời. Ông nhìn cậu ta cười phớ lớ. Nhìn ông già, Min Jun thầm nghĩ, bớt cười đi ông già, tôi không đùa đâu đấy. Nhắc đến một chút tình hình hiện tại, tất cả hầm ngục ở Hàn Quốc đều do quân đội quản lý. Họ có nhiệm vụ chinh phục và tiêu diệt lũ quái vật ở trong hầm ngục. Bất kể thời gian phục vụ, họ có thể được thăng cấp nếu chứng minh được khả năng của mình. Ở đây không có bất kỳ giới hạn nào. Cậu muốn gia nhập vào quân đội để có thể trực tiếp dọn dẹp lũ quái vật. Chắc chắn trong số chúng có những con sẽ mang năng lượng hắc ám. Khi điều đó xảy ra cùng với sự tiến bộ siêu nhanh, cậu có khả năng phục hồi sức mạnh đã mất của mình. Nghĩ đến việc phục hồi sức mạnh, Min Jun nhe răng cười gian. Cậu tính mình sẽ đạt được 10 sao trong vòng 5 năm. Và cậu sẽ trở thành anh hùng trong lực lượng quân đội với mức lương cao chót vót. Vừa lúc đó, sĩ quan của quân đoàn thợ săn Lee Seung Ho xuất hiện. Ông già bèn giới thiệu Min Jun với cậu ta. Nhìn Min Jun, tay sĩ quan nghi ngờ về khả năng gia nhập đội thợ săn của cậu ta. Anh ta hỏi về cửa sổ trạng thái mà những người thức tỉnh đều có sau khi mở khóa sức mạnh. Anh yêu cầu cậu cung cấp số liệu thống kê của mình. Nhìn vào tay sĩ quan, Min Jun không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì. Nhưng cuối cùng cậu cũng bật cửa sổ trạng thái. Cậu rất ít dùng thứ này ở eGraph vì nó chỉ cung cấp số liệu thống kê và khả năng của bản thân. Nhưng khi mở cửa sổ trạng thái lên, ánh mắt của cậu có chút khác lạ. Lập tức viên sĩ quan yêu cầu cậu phải cung cấp thông tin cho hắn. Nhưng Min Jun lại nhìn hắn như thể, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhớ. Cậu nói rằng bảng trạng thái của mình đã bị lỗi. Nghe vậy sắc mặt viên sĩ quan đã có chút tức giận. Ở một nơi nào đó tại Gyeonggi-do, trung tâm huấn luyện quân đoàn thợ săn, trong văn phòng chỉ huy tiểu đoàn trưởng Choi đang có một cuộc gặp quan trọng với một nữ quân nhân. Cô gái đứng trước mặt ông ta chính là thợ săn Sơn Esao. Đáp lại lời ông ta, cô nói rằng mình chưa phải là một thợ săn mà mới chỉ là một tân binh. Nếu ông ta gọi cô đến đây vì cha của mình, thì cô xin phép được từ chối ý tốt của ông ta. Nhưng tiểu đoàn trưởng Choi lại nói rằng ông đảm bảo cô sẽ không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào trong quá trình đào tạo. Ông gọi cô đến đây chỉ là để động viên một tân binh mới vừa nhập ngũ mà thôi. Cô đã lựa chọn là một người lính bình thường,
thay vì là một giám đốc điều hành. Ông cảm ơn vì những đóng góp của cô cho quốc gia này. Nhận được sự tán thưởng của ông ta, cô gái cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Nhìn vào chiếc xe dưới sân, ông tiết lộ cho cô về một việc khá quan trọng. Trong hôm nay cô sẽ có một đồng đội mới khá thú vị. Ông hỏi cô có muốn gặp gã ta hay không. Trước cửa trung tâm điều hành, Min Jun lúc này đang ngáo ngơ nhìn ngắm xung quanh. Trong khi được tay sĩ quan dẫn vào trong, cậu liên tục nhìn ngó khắp nơi. Quay lại, tay sĩ quan nhắc nhở. Cậu đừng quá phấn khích vì việc gia nhập quân đoàn thợ săn vẫn chưa được quyết định. Anh ta sẽ trực tiếp kiểm tra Min Jun. Nếu sau khi kiểm tra họ phát hiện cậu nói dối, Min Jun sẽ ngay lập tức bị tống vào quân đội. Gõ tay vào một tảng đá màu đỏ, viên sĩ quan giải thích. Cậu có thể vượt qua bài kiểm tra nếu di chuyển được thứ này. Thời gian cho cậu là 10 phút. Khoáng chất mà hắn ta nói đó là một viên huyết thạch, một sản phẩm phụ được tạo ra từ ngục tối. Nó không chỉ cực kỳ đặc mà còn nặng so với kích thước của nó. Ngay cả đến một người có tuyển dụng cũng không thể làm nó nhúc nhích dù chỉ một inch, nhưng chưa kịp nói hết, Min Jun đã tiến đến gần tảng đá. Nhìn dáng đi thất thểu của cậu ta, sĩ quan Lee đoán chắc đây chỉ là một tay lừa đảo rác rưởi mà thôi. Lúc này, đứng trên tầng, đoàn trưởng Cho và cô gái cũng đang quan sát Min Jun tiến hành bài kiểm tra. Ông giải thích với cô tình trạng bị lỗi cửa sổ trạng thái của Min Jun. Trước đây ông chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Ông rất hy vọng vào cậu ta. Sau khi sờ vào huyết thạch, Min Jun khẳng định đây là thứ được giải khắp hầm ngục của Igrap. Với kích thước này cậu có thể dễ dàng đẩy nó đi. Đưa tay về phía sau, cậu quyết định sẽ cho nó một đấm. Và những người khác cũng đang im lặng quan sát cậu. Vung quyền, cậu hy vọng sẽ có một ít năng lượng hắc ám ở trong viên đá. Bỗng một tiếng nổ lớn xuất hiện khi quyền của cậu va chạm vào viên đá. Chỉ thấy vô số vết nứt xuất hiện, tảng đá trong thoáng chốc đã trở thành cát vụn. Mà khi thấy cảnh này, Min Jun cũng nở một nụ cười tươi. Sau khi nhìn thấy tảng đá vỡ vụn trước một quyền của Min Jun, tất cả mọi người đều ngạc nhiên không nói thành lời. Mà khuôn mặt của tay sĩ quan cũng nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên thành thích thú. Còn lúc này, Min Jun cũng cảm thấy buồn chán vì không có chút ma lực nào ở bên trong tảng đá. Nhưng sau khi được nhận, cậu lính trẻ này đã bị vả vào mặt vì cường độ luyện tập của trại huấn luyện. Mặc dù đã biết trước, thi vào quân đoàn thợ săn sẽ phải huấn luyện đặc biệt, nhưng cậu không nghĩ nó lại khắc nghiệt đến như vậy. Bạn phải huấn luyện như điên trong 4 tuần, như vác bao cát từ ngày đầu và leo 6.000 bước lên trên dốc. Trong khi giáo quan liên tục thúc giục về thời gian hoàn thành, đã có rất nhiều người không chịu nổi ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng tất cả đó là những gì mà cậu ta nghĩ. Có một tên khốn lại không coi đợt huấn luyện này ra một cái gì. Hắn vui vẻ thực hiện những việc này như không. Khoa huấn luyện địa ngục như một cuộc dạo chơi nếu như so với đợt tập huấn ở Igrap. Còn thức ăn ở đây thì không có gì để phàn nàn cả, trên hết. Sau khi tập huấn kết thúc, thay vì phải trực đêm, lại có thể được nghỉ ngơi. Ở đây lại có một dàn máy tính cấu hình siêu mạnh. Và miễn là bạn không lẻn ra ngoài, thì họ sẽ không làm phiền giờ nghỉ ngơi của bạn. Đây thực sự là một nơi quá tuyệt vời với cậu ta. Vừa chạy cậu ta vừa hô to, quân đoàn thợ săn là nhất. Lúc này ở trên đỉnh núi, tay giáo quan cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mới đó mà đã có người đi lên. Vừa nhìn lại thì hắn đã thấy một tên điên đang hùng hục chạy về phía mình. Mà tên này khi bước lên còn hết sức thảnh thơi. Thông thường phải mất 1 tiếng rưỡi, những tân binh này mới có thể lên đến đây. Còn chưa nghĩ xong thì tên quái vật đã nhìn mình rồi cười một cách khó hiểu. Hắn lượn quanh ông giáo và liên tục đòi ông ta phải thưởng cho mình một vé ra ngoài vì hoàn thành bài luyện tập dưới 30 phút. Bất lực, ông ta đành đưa cho hắn tờ giấy thưởng. Cầm tờ giấy trên tay, Min Jun hí hửng tính toán xem mình sẽ đi đâu trong thời gian này. Mà ông giáo cũng nở nụ cười với thành tích của tay tân binh. Nhìn vào đồng hồ, thời gian của hắn hoàn thành chỉ trong 21 phút. Trong lúc đó, Min Jun vẫn đang làm mấy trò con bò. Sau buổi tập luyện, tất cả đám tân binh đều đang kêu trời vì độ khắc nghiệt của nó. Cậu lính mới sau khi nhìn vào bảng chỉ số thì cũng vui mừng thông báo, chỉ số sức bền của mình đã tăng thêm 1. Min Jun cũng ngạc nhiên không hiểu sao họ lại vui mừng vì chỉ được tăng 1 điểm chỉ số. Khi luyện tập ở Igrap, chỉ số của cậu tăng lên 10 điểm mỗi ngày. Nhìn vào tấm vé mà cậu vừa nhận được, đám tân binh liền hỏi cậu định sẽ sử dụng nó thế nào. Nhanh chóng đám tân binh đã làm thân với cậu. Nhớ lại thời gian còn là Hắc Pháp Sư, mọi người đều lảng tránh khi nhìn thấy cậu từ xa. Hai cậu tân binh trong lúc nói chuyện cũng đề cập tới việc phòng PCE lúc này đã được mở. Nghe đến phòng PCE, con nghiện Min Jun vội lao ngay đến đó. Ngồi vào máy tính, cậu mừng hơn bố đẻ em bé. Thấy đồng hồ đã là 9 giờ. Min Jun quyết định mình sẽ chơi game ít thôi để có thể ngủ đủ 2 tiếng. Điều này không là gì vì khi ở Igrap, thời gian ngủ trung bình một ngày của cậu chỉ có 1 tiếng.
nhìn thấy có người vẫn còn chơi Liên Minh Huyền Thoại, mấy tân binh khác cũng lấy làm ngạc nhiên. Một thời gian sau, Min Jun vẫn hoàn thành sớm nhất tất cả các bài tập. Nhìn vào vẻ nhởn nhơ của cậu ta, cậu lính mới ngạc nhiên hỏi: "Làm cách nào mà cậu chơi game suốt đêm và chỉ ngủ 2 tiếng trong vòng 4 tuần mà vẫn có thể nhẹ nhàng hoàn thành bài luyện tập như vậy? Bộ cậu là quái vật à?" Cầm chai nước trên tay, Min Jun cười cợt nói: "Quái vật, tôi thậm chí còn định mang nước để chia cho các cậu, nhưng tôi đoán là không cần đâu nhỉ." Nghe thấy có nước, đám tân binh vội ngửa đầu lên như gà con chờ mẹ cho ăn. Đang vui đùa thì một tay sĩ quan đứng lên bục thông báo: "Họ là tiểu đội kém nhất trong tất cả đám tân binh. Nếu những người này bị điều ra chiến trường, một nửa trong số các cậu sẽ chết chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi. Ngay cả trước khi đó, họ cũng không thể vượt qua được giai đoạn huấn luyện cuối cùng, đó là huấn luyện hầm ngục tùy chỉnh. Tìm hiểu sơ qua một chút, thường thì hầm ngục sẽ biến mất khi bạn đánh bại hết quái vật và diệt chùm. Nhưng có một số hầm ngục vẫn còn duy trì tồn tại. Trong trường hợp đó, hầm ngục sẽ thay đổi cấu trúc bên trong hàng ngày và trở thành cơ sở huấn luyện tuyệt vời để giúp người luyện tập có thể trải nghiệm tất cả các kiểu môi trường trong hầm ngục. Và đợt huấn luyện cuối cùng của thợ săn chính là huấn luyện trong hầm ngục tùy chỉnh." Nghe đến mức độ khét của huấn luyện trong hầm ngục, đám tân binh cũng bắt đầu lo sợ. Thấy thái độ của đám tân binh, tay giáo quan cũng cười thầm trong bụng vì đúng với ý đồ của hắn. Hắn muốn siết chặt dây cương đối với đám lính mới này để dễ dàng thuần hóa chúng. Sau khi chúng căng thẳng, hắn ta sẽ từ từ động viên vỗ về đám lính. Nhìn xuống đám tân binh, lão giáo quan tuyên bố: "Người đặt điểm số cao nhất trong lần này sẽ nhận được vé nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm. Nhưng sau khi nghe thông tin, đám tân binh vẫn éo thèn quan tâm. Trong lúc lão giáo quan đang kể về những thú vui khi được ra ngoài, thì ở dưới đám tân binh còn đang tìm cách lo giữ mạng, chứ thời gian éo đâu mà vui mới chơi. Nhà còn bao việc, chỉ có thằng dở Min Jun là háo hức với thông tin này. Nhanh chóng đám lính mới đã được đưa đến cổng dịch chuyển vào hầm ngục. Còn đang bàn tán vì không biết phải làm gì khi vào trong, thì một chiếc xe tải quân sự đã phóng vụt qua người hai cậu lính. Nhìn theo bóng khuất xa của chiếc xe tải 2,5 tấn, hai cậu lính cũng tự hỏi không biết quân đội mang nó đến đây làm gì. Chỉ thấy phía sau chiếc xe tải, vô số ánh mắt sáng như đèn pha đang nhìn về phía mấy người lính. Vậy là đã hết video của ngày hôm nay. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh và bỏ thời gian ấn like, share cũng như bình luận ở phía dưới để video sớm ra. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!